ông e ông e e. Hai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris the Pokemon. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với một tựa game huyền thoại trên cái channel này, đó chính là Ben and E. Các bạn phải nhấn cái chữ E lên đó, giống như là các bạn bị bóp cổ, bị hiếp dâm gì đó thì đầu la lên E. Ben and E. Thì ở phần này là cái phần Blood Party đó, buổi tiệc máu. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với trò chơi của chúng ta nào. Wow. Vâng, và cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới quay trở lại với tựa game Ben and E. Thì bây giờ nhìn E nhìn quá vậy. Nhìn E nhìn có chút E luôn. Giống như con trời cái gì vậy. Ồ, giống như giả bộ làm con mèo vậy. Mình bắt trước loài mèo kêu nha ha, kêu cùng em E. Ben này nét mà phải kêu SS chứ kêu sao. Rồi chúng ta đang đối mặt với những trở ngại đầu tiên, đó là những con dao được xây dựng. Thì cái này các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên góc trái màn hình, đó chính là cái số mạng của chúng ta. Không giống như phần 1 chúng ta muốn chơi nhiều chơi, mà chúng ta sẽ bị giới hạn bởi bao nhiêu mạng thôi. Chúng ta chỉ được quyền bao nhiêu mạng thôi. Và cái mục tiêu của chúng ta cũng khác. Mục tiêu của chúng ta không còn là Ben nữa, mà chúng ta sẽ là ăn cục thịt bò. It was at this moment that he knew he fucked up. Tự nhiên ăn cục thịt bò trái tim vậy đó. Đó đó, cái cục thịt bò này nè. Đó. Và bây giờ thì tôi đã phí. Ôi không chết à. Trời ơi, nhìn dũng máu dưới thấy gớt là thấy chết rồi. Hình như là tôi phá mẹ game ơi. Hình như là xuống đây là bất tử luôn rồi bạn. Xuống đây đâu có lên được nữa mà cũng đâu có chơi được nữa đâu. Ủa gì đây? Ủa? Trời, tưởng tắm hồ bơi. Tưởng chơi vô nước ngọt, ai nhạc axit quá. Trời tan chảy luôn. Người. Thôi chơi đàng hoàng nè, nãy giờ nó phí 4 mạng rồi. Không, tôi cố tình chiến thuật đó các bạn. Đây là chiến thuật gùi bu cắt cu là thắng. Chiến thuật này nó hơi lạ. Cái này chúng ta phải hy sinh một phần thân thể của mình để chiến thắng. Ê gì vậy? Gì kìa? Thôi tự sát luôn đi. Ôi nó có những cái bẫy bất ngờ nữa nha các bạn. Mình không có để ý. Nó có mấy cái hầm bẫy bất ngờ nữa. Ghê. Cái đó thục vô mặt chắc chết quá. Ôi đi đường đó chi cho khó khăn vậy. Sao không đi đường này. Trời khùng ghê. Tự nhiên xây cái đường chi đi cho khó vậy. Đó. Nhẹ nhàng như đưa nàng về dinh. Ui. Đầu thôi mà. Ê đi nhỏ gọn vậy mới VIP á. Ủa rồi giờ đi đường nào? Ủa là quanh lại hả? Ủa sao giống như tôi đang bị vô khúc đầu vậy ta? Khúc đầu đâu phải như vậy. Ủa giống như là thay đổi vậy ba. Cũng chết à. Ép à ép. Cố lên ép. Ông ép ông ép. Mẹ bà nó. Từ từ bình tĩnh bình tĩnh. Để coi cái búa nó đập đâu. Đó. Rồi, ok, vậy là chúng ta đã hoàn tất phần thi đầu tiên với 3 phút 53 giây 10 chấm. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với màn 2, Ben and E. Bloody Bucky, mình bắt chước lời mèo kia nghe, kêu cùng em. Chấm,
Ngộ hơn chi vậy? Giỡn đồ chi? Mẹ bà nó, mấy cái bẫy đó khó chịu ghê á. Thầy các bạn luôn, rất là khó thấy. Trừ khi nào mình biết sẵn thôi. Rất là khó thấy luôn. Rồi, bắt đầu quen quen rồi đó. Cái này là cứ đi kêu cùng em ép 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 là qua dễ. Các bạn đã đọc được Ben and Ed chưa? Các bạn phải tự bóp cổ mình đọc được đi. Hiểu tâm mới là fan đích thực. Trời, nó cắt. Ôi, nhìn mình gắn cái đầu mình vô cái khúc mình này là mình ngu luôn á. Hết đi luôn. What the fuck? Ủa kỳ vậy, cái đầu thì lăn được mà tự nhiên gắn vô của mình hết lăn. Nhảm dễ sợ. Chừng nào chúng ta bị chặt đầu là chúng ta mới thua thôi. Bị chặt đầu âm đôi á. Bây giờ ép có thể chạy nữa mà. Có thể chạy nữa mà hơi bị tốn stamina. Ủa cái này nó quờ ghê quá. Ui thật sự được cũng dễ thôi. Qua được một lần là qua nè. Đó, nhìn cái góc nhìn này là qua được. À không. Trời. Trời mẹ bà nó. Nó bào cái đầu tao mỏng luôn bay. Trời ơi, như con lãi vậy. Còn nửa cái đầu à. Rồi xong luôn. Trời ơi, biết vậy lăn tiếp rồi. Trời ơi, trời trời, đi lại tốt khúc này luôn hả? Sao vậy? Ui. Thấy không? Khó nhìn lắm. Tôi mém xíu là tôi lại bị tự ấy nữa. Rồi không sao. Mất một cái gắn vẫn không sao. Ben and Ed mà. Cái trò này chúng ta chỉ cần giữ lại cái đầu thôi. Bất kỳ cái bộ phận sinh dục nào cũng không cần đến. Bất quá bây giờ tao chơi trò chơi dân gian. Tao chơi lò cò thôi làm ghê. Trời đất ơi. Không, nhiều khi cái đầu thôi nha. Cái đầu thôi vậy mà bá đó. Cái đầu thôi vậy mà ăn đó. Bị biết sao không? Cái đầu nó rất là khó bị chém chúng. Đó. Nè coi phải không? Đó ghê không? Ôi hên. Không, cái đầu nó toàn thấp hơn không à. Còn dễ nhìn thấy mấy cái chướng ngại vật hơn. Trời. Thấy anh ép của tụi bay chưa bay? Hay chưa bay? Nè về nước bằng với cái đầu thôi nè. Đó. Tí nữa màn sau mà là mình về nước bằng mỗi cái đầu cu thôi. Ui giời ơi. Mỗi lần nhảy lên nó gọt miếng, mỗi lần nhảy lên gọt miếng như gọt trái cây. Rồi hết đi luôn rồi. Trời ơi, rớt luôn cái cẳng tay rồi. Bình tĩnh. Phải giữ lấy bản thân. Đó. Trời, cái này nó quơ nhanh quá, tôi cũng biết là nó quơ trúng hay quơ hụt tôi nữa. Ui. Rồi đơn giản. Trời ơi. Rồi đơn giản. Trời ơi. Đủ mẹ mày. Ê.
biết chứ. Hope.